Yên Phương, Cảm Việt ơn cú giúp TV của xin kính mình. chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, Yên Phương đang có mặt tại kỳ đài Thương xá Eden, thành phố Fauchet, tiểu bang Virginia, để gửi đến quý vị một số hình ảnh trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân cộng sản trên đại lộ Kinh Hoàng tại Quảng Trị năm 1972. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngài kỳ đài Thương xá Eden là một bàn thờ trang nghiêm với cờ, chiên trống, bài vị và các phẩm vật tế lễ. Hai bên lễ đài là hai câu: đây đại lộ kinh hoàng, khi lắm cảnh bi thương, muôn thuở không quên niềm tủi hận. Nọ dòng sông bến hải, cây bao nguồn sóng gió, ngàn năm luống chạnh nổi phân ly. Lễ tưởng niệm bắt đầu với nghi thức chào cờ Mỹ, Việt và phút mặc niệm. Lòng cùng đi hy sinh cái gì theo sông, vì tương lai quốc dân cùng sông pha phát đèn. Làm sao cho nước sông từ nay luôn vững bền. Sau đó, ông Bùi Mạnh Hùng giới thiệu và chào mừng quan khách. Kính thưa tất cả quý vị, sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ hôm nay là một sự biết ơn của ban tổ chức vô cùng đã đem lại cho không khí và đồng thời của buổi lễ này thêm phần trang trọng và thành công. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Kế tiếp, ông Lý Thi Dân, ban tổ chức, kể lại sơ lược về cuộc chiến ở Quảng Trị. 45 năm trước đây, vào ngày 30 tháng 3, Quảng Trị là một lần tan tóc. Một lần tan tóc như một thân của Huế. Một lần tan tóc như tên xác bà mẹ, đứa trẻ thơ. Hai sư đoàn Bắc Việt 304 và 308 với sự hỗ trợ các trung đoàn thiết giáp, pháo binh từ vùng Vĩnh Linh vượt qua vị tuyến 17 tấn công vào Quảng Trị từ bốn mặt. Tiếp theo là nghi thức dâng vòng hoa tưởng niệm và phần tế lễ theo nghi thức cổ truyền của ban tế lễ Hội đồng Hương Quảng Trị diễn ra thật trang nghiêm. Chúng tôi xin kính mời quý quan khách, quý cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa và Đồng Hương cùng đứng dậy nghiêm chỉnh, xin dành ít thời gian quý báu cùng hướng về lễ đài, dâng nén hương lòng tưởng nhớ đến chiến sĩ và đồng bào đã oan thác trên đại lộ Kinh Hoàng Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972. Nhớ linh xưa dân làng quê Quảng Trị, tính hết thiên hoa lòng già ngay thật. Chặt to no mặn tay lẫm chân bùn, ân oán phân minh trong ngoài sáng tỏ, khỏi hương lăng mộ trăm năm. Ông Phan Khâm đã cho chúng tôi biết Hội đồng Hương Quảng Trị vùng Hoa Thị Đốn thành lập năm 1992. Trong những ngày đầu anh em chúng tôi đến Mỹ, đến bây giờ Hội đồng Hương chúng tôi mới tổ chức được cái lễ tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát trên đại lộ Kinh Hoàng Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa 1972. Thưa chú, vậy chú là một trong những nhân chứng có tham gia trong mùa hè đỏ lửa năm 1972? Vâng, tôi là sĩ quan pháo binh, tôi yểm trợ trong những tháng ngày chiến đấu ở miền địa đầu giải tuyến cho đến phút chót là chúng tôi yểm trợ pháo binh cho dù và thủy quân lục chiến tái chiếm lại của thành Quảng Trị năm 1972. Thưa chú, thì không biết chú có một chia sẻ một vài kỷ niệm trong cái trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 làm chú bây giờ vẫn không thể nào quên được. Trong trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, gia đình của tôi là coi như bà mẹ vợ bị tự nạn tại Đông Hà, pháo kích của Cộng sản. Và trong đó có một đứa em, bà vợ đã chết trong đó. Và rất nhiều bạn bè của tôi đã nằm chết ngổn ngang trên con đường tiến về Huế, tức là phải đi qua đại lộ Kinh Hoàng. Không biết bao nhiêu xác chết nằm la liệt trên đường. Bây giờ nghĩ lại mình thấy rất là đau lòng, thương xót cho những người đã ra đi. Thưa chú, thì đã hơn 40 năm trôi qua, thì khi mà nhớ tới những kỷ niệm đau buồn đó thì cảm xúc của chú giống như lễ tưởng niệm ngày hôm nay như thế nào ạ? Chúng tôi khi nghe rất nhiều người đề nghị Hội đồng Hương Quảng Trị tổ chức làm lễ tưởng niệm Hòa, chúng tôi rất là lo, từ vì cái lễ tưởng niệm này mình sợ Hội đồng Hương Quảng Trị không đủ khả năng cho đó. Được sự yểm trợ của Cộng đồng Việt Nam Vùng Hoa Thị Đốn, Liên hội Cựu chiến sĩ và Hội Thừa Thiên Huế và Hội đồng Hương Quảng Trị, chúng tôi mới dám tổ chức kỷ lễ hôm nay, và rất nhiều người ủng hộ chúng tôi để chúng tôi đến phút này là coi như phần tế lễ bắt đầu đã hoàn thành. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị
cộng đồng, Liên hội cựu chiến sĩ và tất cả bà con đến tham dự và buổi tổ chức hôm nay hy vọng thành công tốt đẹp. Kế tiếp là phần phát biểu của ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Ông Bùi Mạnh Hùng, điều họp chương trình lễ tưởng niệm, cũng chia sẻ. Tôi làm việc ở tại gần vùng 3 của Sài Gòn, và gần, chứ không có ra ngoài Quảng Trị. Vậy vâng. Thì mặc dù không có tham gia nhưng mà nghe qua những lời kể của các chiến hữu và qua sách báo hình ảnh đó, thì cảm giác của chú như thế nào khi thấy là những hình ảnh đau thương đó hả? Không có thể có một cái lời nói hay là một cái ngôn ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ những cái gì mà chúng ta biết, thấy và nghe về những cái thảm cảnh trên đại lộ Kinh Hoàng vào những ngày của cuối tháng 3 1972. Bởi vì quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã bị bọn Cộng sản Bắc Việt đã tàn sát một cách dã man, và những hình ảnh thê thảm đó thì mãi mãi có thể nói là không bao giờ phai mờ trong tâm khảm của tất cả những người dân Quảng Trị và toàn thể quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Một hôm nghe quân thù về cướp quê hương, súng đạn của giặc thù cày nát tim người nghèo nàn, máu lửa ngập tràn quê. Phần văn nghệ với những bài hát đấu tranh và ca ngợi quê hương đã kết thúc lễ tưởng niệm vào lúc 9:30 tối cùng ngày. Vừa rồi là một số hình ảnh trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân cộng sản trên đại lộ Kinh Hoàng Quảng Trị năm 1972. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ Fauncher, Virginia. Ngày xưa, mỗi lần ra đi là một niềm mơ ước, một niềm hy vọng và không biết bao giờ được nhìn thấy lại hình ảnh của người thân. Sau 40 năm viễn xứ, thời gian đã thay đổi với sự phát triển như vũ bão của Internet cùng với lại sự phát minh của IPTV. Uno IPTV, một dịch vụ truyền hình bằng Internet đầu tiên của người Việt tại hải ngoại, không những cung cấp những thông tin liên tục cập nhật trên toàn cầu, mà còn đáp ứng mọi nhu cầu giải trí theo phương thức mới của công nghệ truyền hình, xem đài theo sở thích. VNews là truyền hình Việt ngữ đầu tiên và duy nhất chuyên về tin tức, bình luận, hội thoại, cập nhật nhất liên tục 24 giờ mỗi ngày, có thể xem như là CNN tiếng Việt. VMAX và phim 24 giờ, chuyên về phim bộ, trình chiếu liên tục những bộ phim hấp dẫn của Đài Hàn, của Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, tương tự như HBO hay Cinemax. Nhạc Việt, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên duy nhất tại hải ngoại, chỉ chiếu âm nhạc cho quý vị thưởng thức liên tục 24 giờ mỗi ngày. VTV và S-Channel, với nhiều chương trình tổng hợp của người Việt hải ngoại như tin tức, di trú, phúc lợi xã hội, sức khỏe, thời trang, du lịch, thể thao, ẩm thực, thiếu nhi. VLive, với nhiều chương trình giải trí như game show, tâm tình nghệ sĩ, đời sống thật và rất nhiều tiết mục hấp dẫn khác. Đặc biệt, sẽ có những đài thuần túy tôn giáo phổ biến như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo, Hòa Hảo. Với Antenna, quý vị có thể xem rất nhiều đài truyền hình địa phương với chất lượng High Definition và một số tiện lợi khác như Miracast, DLNA, USB, YouTube và các trang web. Thật tự hào sau 40 năm viễn xứ, người Việt của chúng ta đã có một hệ thống truyền hình miễn phí xem được ở tất cả năm châu thông qua iPhone, iPad, Android Phone, Samsung Smart TV hay là hộp Uno IP Box. Đến với Uno IP TV, quý vị chính là người giúp bảo tồn phát triển văn hóa Việt, cũng như là giúp cho con cháu của chúng ta giữ mãi tiếng Việt khắp mọi nơi. Và chính vì lẽ đó, Uno IP TV là sự lựa chọn đúng hơn. Quý vị lựa chọn trả tiền hàng tháng để xem truyền hình Việt ngữ, hay chỉ trả tiền một lần và xem chương trình hoàn toàn miễn phí? Uno IPTV, sự lựa chọn đúng hơn.